Mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ video về Bình Phong Mã Tấn Thất Bình, bổ sung thêm biến đánh của video trước là phế mã lộ 7. Thay vì chúng ta gài thế đánh là phế tượng nhưng đối thủ lại không phế tượng, thì để tránh mất thời gian của anh em thì mình sẽ xuất quân theo cách chính quy của Bình Phong Mã cũng như là pháo đầu. Nó thì tới đây chúng ta chọn lựa bố cục là tấn binh 7. Thì bên tiên sẽ xuất xe như thường lệ, thì chúng ta theo xe tàu căng. Đó thì những biến đánh xuất hiện bắt đầu từ những nước này. Thì lúc này ta sẽ tiến xe lên Từng Hà để kích đấu dốt. Kích đấu chục 7 của chúng ta. Thì lúc này chúng ta vẫn cứ phát triển mã như bình thường. Thì người ta kích đấu thì chúng ta ăn qua thôi. Đó, mình đánh nhanh những nước này vì những nước này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở những video trước, chỉ là thay đổi một vài biến hóa về phía sau thôi, cho nên mình đánh hơi nhanh những nước này. Anh em nào coi những nước đánh này có thể chúng ta coi lại là nhàm chán, nhưng cũng có thể coi riết là chúng ta quen thuộc luôn cái khai cuộc này. Đó, thì tới đây có những phương án mà người ta sẽ đi, khi mình tiến binh ba thì có những phương án người ta sẽ đi. Thì những cái video mà chia sẻ về phế tượng thì lúc này người ta bình pháo vào thì chúng ta phi mã lên để phế tượng luôn. Tuy nhiên là mình đang chia sẻ là người ta không phế tượng mình, thì ngược lại mình phế mã lộ cánh lộ trái này. À, khi người ta phi mã biên thì chúng ta vẫn chơi thói pháo một pháo tám thói một để chúng ta chuẩn bị những nước đánh như là kích vào lộ 7 hoặc lộ 3. Thì lúc này người ta sẽ bình pháo vào lộ 4 để mở đường cho chủ lực xuất động, thì chúng ta bình thẳng qua lộ 3 chứ không bắt xe các bạn. Các bạn lưu ý ở chỗ này nha, chúng ta nếu mà pháo người ta ở những lộ mà chúng ta có thể bắt thì chúng ta mới vào bắt xe, nếu không thì chúng ta cứ bình thẳng qua lộ 3 để làm hậu thuẫn cho chốt, hậu thuẫn cho chốt tiến lên. Thì lúc này chắc chắn người ta sẽ xuất quân các bạn, người ta sẽ xuất xe ra để người ta đem hết quân lên đánh, thì chúng ta buộc phải chơi xe chính tiến một. Video trước mình có nói là chúng ta không nên bình xe kích đấu, nếu kích đấu chúng ta sẽ gãy tượng. Khi mà chúng ta kích đấu xe ăn xuống, mã chúng ta buộc thối về, sau đó xe này tiến xuống ăn gãy tượng thì chúng ta rất nguy hiểm, phế tượng ở lúc đó là không thể phế được. Thì lúc này mình đang chia sẻ về biến đánh là phế mã bên cánh trái mã lộ 7. Thì tới đây người ta sẽ tiến xe xuống đè mã. Thì xe của lộ chính mình có hai phương án để đi, hoặc là mình vào bắt pháo hoặc là mình qua lộ 4. Thì các bạn thấy nếu mà nước mình vào bắt pháo là một nước đánh thất thế của bên mình, vì mình đã cố tình phế mã trái để xác lập thế công mà bình vào bắt pháo như thế này, thì người ta vẫn bình qua để bắt mã, thì xe này không có lộ công phối hợp tốt. Tại vì ba quân này, bốn quân này đang co cụm ở đây mà quân xe này ở bên cánh này thì không thể đánh được, cho nên là chúng ta bình thẳng qua lộ 4 nha các bạn. Thì vẫn như biến trước, người ta sẽ bình ra đây để bắt mã, thì lúc này chúng ta mới phế mã này là chúng ta bằng cách là tiến xe xuống 7 nước. À, tiến xuống để khóa cựu để phế mã này, thì lúc này người ta sẽ ăn mã. Thì như biến đánh trước mình chia sẻ là lúc này các bạn mình tiến chốt lên, thì mình đã có giải thích rất là kỹ về những cái nước mà pháo mà tiếp tục mà đi một trong hai lộ này, tức là nếu mà ăn qua đây thì quân pháo này chết và quân mã này cũng sẽ chết, cho nên ta sẽ không ăn pháo. Còn nếu mà bình ra đây thì nước đánh không kịp mình. Còn nếu mà như mình chia sẻ video trước thì tới đây người ta cầm chốt ăn lên, làm chốt ăn lên và chúng ta mới nổ pháo xuống, chúng ta mới nổ pháo xuống đây. Đó là video trước. Đó, thì khi chúng ta nổ pháo xuống đây như thế này thì người ta, cái biến đánh trước mình chia sẻ là người ta thối mã về lộ 8, tức là thối mã về đây, và sau đó mình mới tiến mã lên để đánh sát cuộc lúc mà người ta chém pháo đầu là sát cuộc. Đó là khi mình ăn sỉ các bạn, đó là video trước đó. Thì hôm nay mình lại chia sẻ cái biến mà nó phát sinh là bây giờ nếu như người ta không thối về lộ 8 mà người ta tiến lên lộ 8 thì mình đánh bằng cách nào. Đó, cho nên là trong một cái ván đánh chỉ cần lệch một nước đi thì nó hoàn toàn sẽ khác khác hết tất cả. Thì nếu như người ta tiến mã lên mình đánh khác, còn thối mã đánh khác nha các bạn. Nếu mà bữa hổm thối mã thì các bạn coi lại video trước, còn hôm nay tiến mã thì mình sẽ đánh biến pháo 2 bình 3, nên bình qua lộ 7 để ăn con pháo lộ 3 của người ta. Tới đây buộc xe phải tiến xuống để ăn pháo lại, đây là nước bắt buộc. Thì lúc này chúng ta mới phi tượng lên, thì các bạn thấy là quân mã này cũng sẽ vào đường tử rồi.
thì chỉ có thể là thối về hoặc là tiến xuống thôi. Thì các bạn thấy nếu như thối về đây thì xe của chúng ta tiến thẳng xuống và sau đó bình vào bức tường thì rất nguy hiểm. Nó cho nên là buộc mã phải tiến xuống luôn, tiến xuống là lộ 7 luôn để mà tấn công luôn. Thì lúc này chúng ta mới thối xe về để bắt. Thì các bạn biết thì mã đứng đây đi như hình một cánh quạt vậy. Đây là những chân mà mã có thể đi. Thì cái chân cuối cùng có thể đi lúc này là lộ 1 của mình, tức là lộ chính của bên đối phương. Thì buộc mã phải tiến chính. Ngoài nước này thì không có nước khác để đi. Đó thì tới chúng ta đi thì chúng ta có hai phương án đi, một là tiến xe lên hai nước, hai là tiến xe xuống thẳng dưới đáy để bắt tường. Thì mình chia sẻ các bạn là chúng ta không nên tiến lên bắt mã nha, tại vì khi mã người ta quăng vào lộ này là mục đích là muốn xe mình lên bắt để đưa xe mình vào lộ tối. Quân mã này chưa có sự nguy hiểm vì không thể chiếu được đây, pháo mình còn đang là một cái nòng rất là mạnh. Đó, cho nên lúc này chúng ta tiến xe xuống bắt tường sẽ là một nước mạnh hơn. Các bạn thấy chúng ta tiến xe xuống bắc tượng như thế này thì tượng này không thể chạy được các bạn. Tượng này buộc phải chết, không thể chạy được. Nếu chạy tượng thì chúng ta đánh sát ngay. Đó, cho nên buộc lúc này người ta chỉ có thể là tiến xe xuống để mượn sức xe cho mã chiếu, hoặc là bình pháo ra. Bình pháo ra đây để mà lo chống sĩ chống tượng lên để liên kết vân vân. Thì trước khi ta tiến xe xuống thì người ta sẽ bình pháo ra các bạn. Bình pháo là thứ nhất, ta có thể dò đánh tượng để ăn lại mã này. Thứ hai nữa thì khi chúng ta ăn vào tượng thì người ta lên sĩ. Lên sĩ thì chúng ta phải chậm lại một một hai nhịp gì đó rồi thì người ta mới tiến xe xuống, hoặc là người ta tiến pháo xuống, tiến mã xuống để chiếu luôn. Rồi sau đó tiến xe xuống cũng được. Đó cho nên là cái nước pháo ra trước sẽ là một nước có lợi hơn cho người ta. Đó. Thì khi người ta bình pháo ra thì chúng ta vẫn cứ ăn tượng để dò sát. Thì lúc này thì buộc phải chống sĩ. Nếu mà lên tượng thì sẽ bị sát cuộc ngay, cho nên buộc phải chống sĩ. Thì khi người ta chống sĩ thế này thì chúng ta mới bình pháo ra để dò đâm xuống. Thì chúng ta sẵn sàng cho quân mã này chiếu lại. Đó, chúng ta bình pháo ra. Thì người ta có hai phương án, một là bình pháo ra để cản pháo, hai nữa là sẽ tiến mã xuống chiếu. Vì lúc này pháo mình đã tránh rồi, là cơ hội cho người ta tiến mã xuống chiếu. Đó, thì khi mã người ta chiếu như thế này, chúng ta buộc phải thối xe về chứ không thể thượng tướng. Nếu thượng tướng thì thua ngay. Nên là buộc phải thối xe về. Thì hai quân xe này, một trong hai quân xe này người ta sẽ tiến xuống để bắt xe mình. Thì chắc chắn không ai cầm quân xe này tiến xuống bắt. Tại quân xe này là quân xe linh hoạt, còn quân xe ở đây là quân xe chưa có sự hoạt động lớn, cho nên ta sẽ dùng dùng xe 2 tiến 8 xuống để trực tiếp bắt xe này. Thì tới đây chúng ta mới tiến pháo xuống để dò sát, thì buộc bên kia chống sĩ hoặc là ra tướng. Bất cứ là người ta chống sĩ hay ra tướng thì chúng ta cũng phi mã lên các bạn. Thì mã chúng ta ở lầu 3 đây, phi lên lầu 4. Và thì xe này đang trực tiếp bắt mã này. Nếu như người ta ăn xe mình, nếu ăn xe mình thì mình thối xe về chiếu tướng. Thối về chiếu tướng thì mình sẽ ăn lại xe. Và lúc này mình rất là lợi thế khi mà tướng đang ngồi lên thế này. Đó, thì chúng ta có thể là tiếp tục đánh chiếu và sau đó ăn xe. Thì chúng ta rất là lợi thế. Còn nếu như người ta không ăn xe này mà người ta bình vào đây để dò sát mình ngược lại, dò sát một cách là người ta mượn mặt tướng, mượn sức pháo, pháo nổ tượng là thua ngay. Các bạn thấy nếu mà để pháo chém tượng chúng ta không thể chống sĩ, không thể lên tướng. Còn nếu để xe này ăn thẳng chống sĩ cũng y vậy các bạn. Thì chúng ta vẫn cứ thối xe về. Trước tiên chúng ta có một cái chiếu, một tiền là cái chiếu. Thì buộc tướng ngồi lên thì lúc này chúng ta ăn xe chiếu tiếp nữa thì bên kia thua luôn. Đó cho nên là mỗi một cách đi quân chỉ cần lệch đi một nước thôi, nó sẽ ra rất là nhiều nước khác nhau về sau. Còn ở cái nước những cái nước mà xuất quân ban đầu từ 7-8 nước trở lên đó thì nó cũng tương đối giống nhau các bạn. Như vậy là nãy mình đang nói về nếu mà hay mình trở lại chút xíu các bạn, trở lại chỗ này chút xíu để chúng ta đây từ đây các bạn, để chúng ta phanh phui ra nhiều hơn. Đó là mình đang nói về từ những video trước cho đến video này, mình đang nói về nếu mà trường hợp mà chốt người ta ăn lên thì những quá trình nó sẽ tiến hành ra như vậy. Còn nếu lúc này người ta không ăn chốt mà người ta dùng pháo nổ xuống pháo đầu trước, nổ xuống trước để đấu quân thì người ta vẫn thất thế các bạn. Lúc này chúng ta cứ cầm mã ăn lên bình thường, chúng ta dùng mã 3 tấn 5 để ăn pháo lại thì người ta sẽ đánh xe hoặc chiếu. Lúc này chúng ta chơi pháo 2 bình 5 là chúng ta bình vào trung lộ đánh pháo đầu,
Đó, thì lúc này các bạn thấy là những nước có thể bên kia sẽ đi lúc này là chống sĩ chống tượng hoặc là ăn chớp hoặc là tiến xe xuống để bắt pháo vân vân. Thì các bạn thấy là những nước này không thể thực thi được vì chúng ta đang phục nước là bình pháo vào cùng để bắt chết xe. Đó, cho nên là muốn thực hiện được những nước cờ này buộc phải chống sĩ hoặc tượng. Đó, thì nếu mà tới đây trường hợp người ta chống sĩ là một nước sẽ chắc hơn các bạn, chắc hơn là nước chống tượng. Tại vì tượng đã bị xe cản, nó không có sự liên kết, cho nên là sĩ chống lên sẽ là chắc hơn, có gì là sức tướng ra để tránh né. Thì khi mà người ta chống sĩ lên thì mình có hai cách để đánh. Cách thứ nhất là chúng ta dùng dùng chốt để ăn thẳng xuống chốt để trực tiếp bắt mã. Nếu mà chúng ta dùng nước đánh này thì chúng ta sẽ mất lại quân chốt, rất là tiếc. Các bạn biết vì sao? Nếu mà chúng ta dùng chốt ăn xuống thì người ta sẽ bình xe ra để bắt pháo vào chốt, nếu chúng ta ăn mã thì người ta sẽ ăn lại pháo, như vậy thì rất là tiếc. Đó, cho nên là chúng ta dùng pháo nổ xuống chốt để dò xét chứ không ăn chốt nha các bạn, không dùng chốt ăn xuống. Đó, chúng ta nổ thẳng pháo xuống để dò xét, buộc người ta phải lo nước xét này. Thì người ta có thể là về mã hoặc lên tượng thôi, thì chắc chắn sẽ không ai về mã các bạn, chắc chắn không ai về mã. Lúc này chỉ có thể là lên tượng. Khi lên tượng thì chúng ta thấy cờ của chúng ta lúc này đang có pháo đè mã, thì tuy nhiên ngược lại thì cánh bên đây người ta đang có pháo và xe này, một xe đầu nữa rất là mạnh, không phải là yếu. Mà nếu mà chúng ta đánh không chính xác thì chúng ta sẽ bị rất là dễ bị công chúng lại. Đó, thì lúc này chúng ta mới sử dụng con xe này một cách linh hoạt bằng cách là chúng ta tiến lên 7 nước để bắt mã vào tượng. Thì lúc này có hai phương án để cho bên tiên chọn lựa. Phương án thứ nhất là thối pháo về để bắt xe, đưa xe ra khỏi cái vị trí này, đây là một vị trí rất nguy hiểm. Thứ hai nữa là tiến xe lên giữ mã. Thì thông thường ai đánh tới đây cũng thối pháo bắt xe trước rồi mới sau đó là tiến xe lên giữ mã sau. Đó, chắc chắn ai cũng phải đưa xe ra một một lộ khác cho an toàn hơn. Cộng thêm pháo dưới đây là chưa có chỗ đánh, cho nên thối về đây bắt xe là một nước rất hợp lý. Đuổi xe này phải quay về cửa hàng. Đó, quay về cửa hàng thì lúc này mới ung dung tiến xe lên để giữ mã lại. Thì lúc này chúng ta lại có hai cách đánh. Thứ nhất là chúng ta bình xe ra bắt pháo, thứ hai là dùng xe ăn tượng. Thì các bạn thấy nếu mà chúng ta vội vàng dùng xe bắt pháo như thế này thì chúng ta sẽ không làm được gì bên đối phương cả. Đơn giản người ta sẽ bình xe vào một trong hai lộ sĩ này, lộ nào cũng được, người ta nhờ mã giữ lại pháo này. Đó. Sau đó người ta có thể liên kết tượng. Các bạn thấy khi người ta bình qua giữ mã thế này, lúc này tượng có thể ung dung bay lên, rồi sau đó là hai con tượng này có thể liên kết, chỉ cần một nước nữa là có sự liên kết. Đó, cho nên xe qua đây sẽ là một nước cờ không hiệu quả. Chính vậy mà chúng ta không bình qua bắt pháo mà chúng ta nên ăn tượng. Ăn tượng là cánh quân này chúng ta vẫn đang còn khóa lại. Ăn gãy một cánh tượng thì cánh quân này vẫn còn bị khóa lại, thì nếu mã này nhúc nhích thì rất là dễ bị sát cuộc. Ở cho nên lúc này người ta chỉ có thể là dùng xe 2 bình 3 để lấy pháo dò tượng. Người ta chỉ có thể đánh nước xe 2 bình 3 để lấy pháo dò tượng là một nước mạnh của người ta lúc này. Ở lúc đó là để thông đường cho mã này. Thì khi dò tượng thì tới đây buộc chúng ta phải phi tượng lên, chúng ta không thể để mất tượng này được. Nếu mà để mất tượng này người ta dạt ra pháo biên thì chúng ta sẽ là người thua cuộc, nên buộc phải phi tượng lên. Khi chúng ta phi tượng thì các bạn thấy là những nước đi tiếp theo của bên kia có thể đi là một trong những quân chốt này hoặc là mã này, hoặc là khác hơn nữa thì có thể là dùng xe ăn quét quân những quân biên này thôi. Thì các bạn thấy là bất cứ người ta hoạt động một quân nào, mình đặt ví dụ như là hoạt động binh 5 hay là binh 1 để mở đường cho mã lên, đúng không? Thì mình không cần biết, hoặc là ăn chốt dụng vậy, tức là nó đi bất kỳ một nước nào. Ví dụ nếu mà tiến binh 5 thì các bạn thấy là binh 5 này hiệu quả không cao, hiệu quả không cao vì chúng ta có rất nhiều cách để đối phó với binh 5 này. Thì chúng ta chỉ cần chống sĩ lên thì binh 5 mà tiến xuống nữa thì pháo chém thẳng thôi. Còn nếu mà chúng ta không chống sĩ, chúng ta vẫn có thể chơi nước là bình pháo qua lộ 8. Chúng ta bình pháo qua lộ 8 để dùng chốt 3 tiến xuống. Nó thì lúc này xe người ta có thể là ra bắt chốt bắt tường, hoặc có thể là ra để kè pháo. Nếu mà trường hợp ta tiến pháo xuống, tiến chốt xuống thì người ta vẫn có để yên hình trận đó, người ta phát triển cánh quân bên đây. Nếu mà chốt ăn mã thì xe sẽ ăn pháo. Mình ví dụ như vậy các bạn sẽ dễ hiểu không? Nó mình tiến chốt xuống thế này. Đó.
Thì nếu như mình tiến chốt xuống thì người ta không bao giờ chạy mã này, người ta sẵn sàng để đó, để cho chốt mình ăn. Ví dụ như người ta hoạt động một cách khác là người ta tiến chốt để lên mã này chẳng hạn, tiến chốt để phóng mã này lên tham gia tấn công đó, thì lúc này chúng ta cứ ăn mã bình thường, ăn mã bình thường thì xe sẽ ăn lại pháo, thì lúc này chúng ta mới bình chốt vào đó, chúng ta mượn lực pháo đầu để bình chốt vào thì xe này không thể ăn qua được đó. Thì lực công của chúng ta lúc này cũng đang rất cực kỳ mạnh. Nếu mà tới đây người ta phi mã lên thì không phi mã lên thì các bạn thấy cũng không thể đi quân nào mà tốt hơn được nữa. Tại vì sao ạ? Nếu mà xe này rời khỏi vị trí, chẳng hạn như xe này rời khỏi vị trí một nước bất kỳ đi đó, xuống bắt chốt đi, thì các bạn thấy là chốt này tiến thẳng xuống rất nguy hiểm. Tại vì xe này đã đi rồi thì không còn con nào cản xe này nữa, cho nên chốt này tiến thẳng xuống rất là nguy hiểm. Cho nên ta sẽ không bao giờ đi xe mà ta sẽ phi mã lên. Ta phi mã lên, phi mã lên mục đích tiếp theo của người ta là tiếp tục phi xuống để bắt tượng và bắt pháo đầu để đánh giảm áp lực này đi đó. Thì khi người ta phi mã lên thế này thì chúng ta còn một cách đánh nữa là chúng ta tiến xe xuống, tiến xe bắt sĩ. Mà thấy nếu mà mã phi xuống bắt pháo thì chúng ta chém thẳng pháo đầu chiến sĩ luôn, chém thẳng chiến sĩ luôn, thì lúc này lực cờ chúng ta rất là mạnh, cực kỳ mạnh. Các bạn thấy là nếu mà tướng ăn lên, nếu tướng ăn lên thì xe chúng ta lại tiếp tục chém vào sĩ nữa. Các bạn thấy với ba con xe đánh với một con tướng trống như thế này cũng rất là dễ chơi. Đó thì các bạn thấy mình quay lại chỗ này đi. Đây tới đây, đó là trường hợp nó người ta tiến binh năm, tiến binh năm lên. Còn nếu như người ta tiến một quân khác bất kỳ, mình sẽ ví dụ thêm một hai quân để cho chúng ta thấy rằng tới đây có dịch chuyển quân như thế nào thì cũng rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Ví dụ như là phi mã lên thì sao? Phi mã lên trước, các bạn thấy phi mã lên như thế này là tự mình đang làm cho quân mình chật chội lên thôi, nó cũng không có giải quyết được gì. Tại vì mã thì cũng không thể phi tới được, không thể phi tới được ngoài việc là phi lên đây thôi. Đó thì khi mà mã phi lên thế này chúng ta vẫn chơi nước bình pháo ra các bạn, là chúng ta tận dụng quân chốt ba này. Quân chốt ba này lúc này rất mạnh, chúng ta tận dụng để đánh tan cánh bên đây, vì cánh bên đây chỉ có một quân mã để phòng thủ thôi, thì chúng ta cứ nhắm cánh nào yếu nhất chúng ta đánh. Đó thì cái lúc này mã cũng chưa thể phi đi đâu được cả. Nếu mà mã phi lên lên giữa như thế này chúng ta gác sĩ lên, chúng ta gác sĩ lên như thế này là chúng ta sẵn sàng dùng pháo để nổ mã luôn. Nếu mà trường hợp nó phi mã xuống đây để mà trực tiếp hâm pháo này, trực tiếp hâm pháo này đó, thì các bạn thấy là khi mà mã người ta, xe ta đánh thẳng xuống pháo thì mã này đang bắt xe này, mã này đang bắt xe này, thì chỉ cần chúng ta xử lý nước này trước thôi thì thế công của chúng ta cũng rất là cực kỳ mạnh. Lúc đó các bạn có thể là mình sẽ qua đây à, hoặc có thể nha, có thể là các bạn xuất tướng trước, hoặc có thể đánh một nước khác như là tiến xe xuống để mà bắt chốt đầu, không không. Nói chung là tới đây chỉ cần các bạn chịu nghiệm nước chút xíu thì có rất nhiều nước để chúng ta đánh. Thì có thể là qua xe đây, có thể là tiến xe xuống để trực tiếp bắt chốt đầu, không không. Thì nước nào các bạn thấy mạnh hơn các bạn đánh, ví dụ như tiến xuống để bắt chốt đầu thì người ta có chiếu tướng thì mình chỉ cần xuất ra thôi. Đó, người ta chém pháo thì tượng chém lên, nếu người ta ăn tượng thì chúng ta ép xuống quân mã này cũng không thể mà sống sót được, rất là khó sống sót, thì chúng ta vẫn ưu các bạn. Thì tới đây mã này cũng không có đường đâu để chạy, không có đường đâu để chạy, thì để đánh được thì người ta phải xác lập thế công thôi, người ta thí dụ như là bình pháo ra để kiếm đường đánh thôi. Thì lúc này chúng ta cứ ăn lại mã trước, nếu tiến chiếu thì chúng ta lên tướng, đơn giản như thôi. Tiến chiếu người thối chiếu người ta lại xuống tướng thôi, vậy thôi. Đó, thì tới đây các bạn thấy là chúng ta thể chiếm là pháo đầu với lực đánh của ba quân xe này thì chúng ta vẫn đủ sức để mà áp đảo về tướng. Đó là chưa nói chúng ta có thể là tiến xuống tuyệt sát ngay tức khắc đó, cho nên buộc lòng ta phải giải quyết cái nước này, nó rất là khó. Thì các bạn cứ nghiên cứu thêm và rồi các bạn đánh theo cái ý của mình. Còn ở đây mình đang chia sẻ để chúng ta cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau phát triển thôi, chứ mình không nói là nước nào nó sẽ là một nước tuyệt đối và một nước bắt buộc cả. Chỉ là mình chia sẻ ra những nước như vậy là các bạn có thể là từ đó đánh ra những nước mạnh hơn như thế. Vâng, thì video này mình sẽ ngừng tại đây. Mình xin chào và xin chúc sức khỏe các bạn.